Những thí sinh chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển đại học vì những lý do ngoài mong muốn sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8. Trưa 21 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo các thí sinh vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học theo thời gian quy định từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Thông tin ngay về vụ giáo dục đại học qua email pvluea@moet.gov.vn trong vòng 3 ngày từ 21 tháng 8 đến 23 tháng 8. Thông báo này được đưa ra sau khi thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng kết thúc nhưng chỉ hơn 616.000 trong số gần 942.000 thí sinh đăng ký xét tuyển nhập nguyện vọng lên hệ thống. Nhiều chuyên gia cho rằng trong số gần 326.000 thí sinh không nhập nguyện vọng, hầu hết đã chuyển hướng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm sàn xét tuyển của các trường đại học. Bởi đây là năm đầu tiên học sinh đăng ký nguyện vọng sau khi biết điểm thi. Tuy nhiên, việc có tới khoảng 1/3 thí sinh không đăng ký nguyện vọng cũng tạo ra lo ngại có những thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng được vì những lý do không mong muốn. Với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong 3 ngày tới, quyền lợi của thí sinh sẽ được đảm bảo. Cũng trong sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi lịch nộp lệ phí xét tuyển xuống 3 ngày do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến. Thưa quý vị, ngành y tế phải tiếp cận phát triển một cách tổng thể, toàn diện, không phân biệt y tế công lập hay ngoài công lập. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững, diễn ra vào sáng nay ngày 21 tháng 8. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng chia sẻ tri ân đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế đã trải qua những khó khăn nghịch cảnh khi đối mặt với dịch Covid-19 trong hơn 2 năm vừa qua. Bên cạnh ghi nhận biểu dương thành tựu của ngành y tế, Thủ tướng yêu cầu tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể, toàn diện, cả y tế công lập và y tế tư nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập, triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên, ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh, có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các nhiệm vụ chung, dài hạn. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương, cơ quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, trước mắt là xử lý các vấn đề cấp bách như mua sắm, đấu thầu, đầu tư, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên ngành y tế. Lũy kế 7 tháng, Việt Nam nhập khẩu 5,4 triệu tấn xăng dầu các loại, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trị giá các sản phẩm xăng dầu nhập về 7 tháng qua đạt 5,73 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 3,1 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong nửa đầu tháng 8, sản lượng xăng dầu các loại được nhập về thêm hơn 200.000 tấn. Như vậy, Việt Nam đã chi gần 6 tỷ đô la Mỹ để nhập 5,65 triệu tấn xăng dầu các loại tính tới ngày 15 tháng 8, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Dầu diesel là loại mặt hàng được các doanh nghiệp nhập về nhiều nhất, chiếm gần 60% sản lượng xăng dầu các loại. Dù đang trong tháng Ngô, tháng 7 âm lịch, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 8 dương lịch, đã có gần 10.000 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam, kim ngạch 206,25 triệu đô la Mỹ. Trong đó nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 8.840 xe. So với nửa cuối tháng 7, lượng ô tô nguyên chiếc tăng tới 67,9%, trong khi so với cùng kỳ năm ngoái tăng 58,62%. Về thị trường nhập khẩu, ba cái tên dẫn đầu thị phần là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Trong đó, Thái Lan duy trì vị thế số 1 với hơn 31.000 xe. Thị trường ô tô trong nhiều năm qua thường tránh tháng Ngâu. Tuy nhiên, sau thời gian dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung ứng và khủng hoảng thiếu linh kiện phụ tùng, tháng Ngâu đã không còn là vấn đề đáng ngại với doanh nghiệp bởi nguồn cung vẫn còn thiếu. Dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp tại tỉnh Quảng Bình, khi số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Lệ Thủy với trên 430 ca, Bố Trạch trên 300 ca, Quảng Ninh 200 ca, thành phố Đồng Hới trên 150 ca. Đây là 3 địa phương dịch sốt xuất huyết có nguy cơ trở thành dịch lớn. Tuy số ca mắc tăng nhưng đến nay thì địa phương chưa ghi nhận trường hợp chuyển biến nặng và tử vong do sốt xuất huyết. Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế và các địa phương tỉnh này đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phòng chống sốt xuất huyết theo bộ quy định của Bộ Y tế. Chỉ đạo hướng dẫn giám sát khoanh vùng ổ dịch để xử lý triệt để, không để dịch bùng phát diện rộng, đặc biệt khống chế ca mắc trong cộng đồng, giảm tải cho tuyến điều trị, cấp phát vật tư, hóa chất, chủ động phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch nhỏ nhằm sớm kiểm soát và dập dịch.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan thông báo chỉ tính trong 24 giờ từ tối ngày 18 đến 19 tháng 8 đã có 36 người thiệt mạng và 145 người bị thương trong các sự cố liên quan tới mưa lớn và lũ quét tại nước này. Trong số các nạn nhân có ít nhất 7 trẻ em và 5 phụ nữ. Ước tính trong cả nước có gần 28.000 ngôi nhà bị phá hủy do thời tiết cực đoan. Trong khi đó, tổng số người chết tại Pakistan trong đợt mưa lũ kể từ giữa tháng 6 đến nay đã lên tới 728 người. Hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang diễn ra hết sức khẩn trương. Các binh sĩ quân đội Pakistan đã nhanh chóng tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với nhiều thiết bị cứu trợ. Các lực lượng dự bị cũng trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra trong bối cảnh mưa lớn dự báo sẽ còn tiếp tục trút xuống. Cơ quan y tế bang Victoria, Australia thông báo số ca mắc bệnh đậu mùa ở khỉ đã tăng lên 40 ca, gần gấp đôi so với 22 ca được báo cáo vào đầu tháng. Đáng chú ý, hầu hết số ca nhiễm mới được phát hiện ở thành phố Melbourne, chứ không phải từ nước ngoài. Giới chức y tế bang Victoria nhận định để phòng ngừa sự lây lan của bệnh, cần phải hủy bỏ một số sự kiện có tiếp xúc quá gần giữa những người tham dự. Cho đến nay, Australia đã ghi nhận tổng cộng 89 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trên khắp đất nước. Trong đó, Victoria ghi nhận số ca mắc nhiều nhất. Hiện nguồn cung vaccine phòng bệnh còn hạn chế ở Australia. Nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc công bố ngày hôm nay cho biết ngành sản xuất thiết bị bán dẫn của nước này đã ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lớn nhất trong hai thập kỷ qua. Vào năm 2000, các thiết bị bán dẫn chỉ chiếm 3,2% tổng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc, song con số này đã tăng 12,4 lần lên 39,7% sau 20 năm. Ngoài ra, từ năm 2003, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc. Năm 2000, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc đạt 18,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10,7% tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm đó. Đến năm ngoái, con số này đã tăng lên 162,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 25,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Joachim Nagel ngày 20 tháng 8 cho rằng tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế đầu tàu châu Âu sẽ tăng mạnh lên tới 10% trong những tháng tới, sau khi gói hỗ trợ giảm giá nhiên liệu và cung cấp vé phương tiện giao thông công cộng 9 euro một tháng kết thúc vào cuối tháng 8 này. Trong lịch sử nước Đức, tỷ lệ lạm phát hai con số được ghi nhận lần gần đây nhất là cách đây hơn 70 năm. Quý tư năm 1951, Đức ghi nhận tỷ lệ lạm phát 11%. Tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế Đức trong 3 tháng gần đây đã ở mức hơn 7,5% và dự báo trong cả năm 2022, tỷ lệ lạm phát ở Đức sẽ ở mức trên 8%. Đối với năm 2023, dự báo lạm phát có thể vẫn cao, ở mức trên 6%. Do những nút thắt về nguồn cung và căng thẳng địa chính trị hiện tại, nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục. 10.000 hecta tương đương hơn 10% khu dự trữ sinh quyển Ancala được UNESCO công nhận nằm ở miền đông bắc của Algeria đã bị các đám cháy rừng dữ dội thiêu rụi trong mấy ngày qua. Cháy rừng cũng đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Diện tích khu dự trữ sinh quyển Ancala bị cháy trong ngày 2 ngày cao, gần gấp 2 lần so với diện tích bị phá hủy được ghi nhận trên khắp quốc gia lớn nhất châu Phi kể từ tháng 6 năm nay. Khu vực đông bắc của Algeria hứng chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng kể từ ngày 17 tháng 8 do hỏa hoạn dữ dội. Đến ngày 20 tháng 8, cơ quan cứu hỏa cho biết hầu hết các đám cháy đã được dập tắt. Ancala được coi là một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng hàng đầu ở khu vực Địa Trung Hải, nhờ sự phong phú đặc biệt về sinh học của khu bảo tồn này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin nhanh lúc 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!